Cùng với Cao Nguyên, Đỗ Dũng xin trở lại chương trình chuyện nóng trong tuần của Việt TV ngày hôm nay và chúng tôi sẽ nói về một cái đề tài đang rất nóng bỏng ở trong Việt Nam mà liên quan tới đảng và các giới chức của đảng, chào Cao Nguyên. Chào anh Đỗ Dũng và khán giả người Việt TV. Uh, chắc anh Khôi Nguyên và chắc quý vị cũng biết nghe tin những ngày qua thì uh, ở trong Việt Nam bây giờ Đảng Cộng sản đang là tổ chức hội nghị thứ 13 yeah. uh, Chuẩn bị đại hội đảng vào năm tới, đây có thể coi là hội nghị cuối cùng chốt nhân sự lại Và yeah. đại hội diễn ra từ ngày 5 đến 10 tháng 10, tức là đang diễn ra yeah. Và cái hội nghị này thì uh, theo dự trù là sẽ chốt lại là còn khoảng cỡ 200 ủy viên trung ương đảng Yeah. Và theo lời ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư chủ tịch nước khai mạc thì cho biết là trong thời gian qua 116 đảng bộ là đã hoàn tất hết 116 cái đại hội yeah. à, đại, Nói chung là một chuyện rất đẹp Và trong bản thông cáo đưa ra báo chí đăng là vạch đường hướng cho kinh tế 5 năm, năm tới đủ gì vân vân Nhưng mà cái người ta chú ý nhất vẫn là cái chuyện gọi là chốt nhân sự Ai ngồi ở đâu chốt làm gì làm gì, gọi là chốt lại để yeah. là chuẩn bị cho 5 năm, năm tới lãnh đạo Việt Nam yeah thì nó có cái chuyện đó là một chúng ta chú ý với cái chuyện thứ hai là trước cái đại hội đó thì các đại hội của các tỉnh ủy này kia đó yeah. cũng bị báo chí trong nước lên án cái chuyện là mua quà cáp là mua cả chục ngàn thậm chí cả trăm ngàn đô la cho các cán bộ yeah. uh, đi dự uh, gọi là đại hội đảng của tỉnh đại ừ. kia v vân mà lại là chính tình nghèo mới kỳ yeah. đó. thì đó là hai cái đề tài chúng tôi sẽ phân tích trong ngày hôm nay thì thưa anh khôi nguyên Uh, thực sự chúng ta nghe rất nhiều tin đồn đoán đúng không yeah. nào là cái chuyện hôm trước tối với anh có nói về chuyện ông Trần Quốc tỏ về bộ Công an yeah. đó rồi mới đây ông uh, Nguyễn uh, Thanh Nghị con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng coi yeah. như bị giáng chức đang là bí thư tỉnh ủy uh, kiên giang thì được điều về làm thứ trưởng bộ xây dựng cái yeah. chức mà ông làm cách đây 9 năm yeah. rồi mấy ngày qua lại có tin đồn nó cái này thì chưa được xác nhận bởi báo chí nước mm -hmm. chưa nói đến là ông yeah. Nguyễn Văn Nên đi yeah. là tránh văn phòng trung ương đảng mà từng là bí thư tây ninh có thể về làm bí thư sài gòn yeah. à. thì đấy là những cái chuyện hai chuyện kia mình được xác nhận còn chuyện này mình chưa được xác nhận Đúng chưa right. kể những chuyện khác tin đồn mình chưa kể yeah thì thưa anh cứ cái là cái tài nhận xét này giống tôi nói thẳng luôn giống là cái chỗ mà mình gọi là chia chắc quyền lực yeah. nói như vậy có quá đáng không Chi ghế. Chia, chia ghế chia ghế chia yeah. ghế chia ghế là chia chắc quyền lực còn yeah. gì yeah. nói vậy có nó quá đáng không yeah, không anh thực sự nó là như vậy yeah. thực sự đảng cộng sản Việt Nam họ dùng cái chữ cơ cấu này kia nào thì thực sự là đó là những cái hình thức gọi là những cái chữ nó trên văn bản thôi vâng. văn văn vẽ thôi Chứ còn thực sự là cái chuyện ở đây là chuyện chia ghế yeah. cũng như cái chuyện phân bổ quyền lực thì thưa anh theo nhận xét của anh là như thế nào, um, coi như nó có gì thay đổi trong cái đại hội 13 không, hay là giả sử như bây giờ chốt như vậy, rồi ví dụ giờ chốt có như thay đổi thì nó sẽ làm như thế nào. Và mình nói thì nói, không thể nào không thoát qua bốn cái, cái vị trí gọi là tứ trụ, yeah. chú ý cái đó. Yeah. Và sáng nay tôi cũng vô tình tôi coi được cái video clip trong nước họ làm, đó là trong thời gian qua họ điều tới. 16 bí thư tỉnh ủy về các cơ quan trung ương. Yeah. À, không biết là anh nhận xét cái chuyện như là có có phải là đưa những người này về để chuẩn bị vô trong những cơ quan trung đảng không? Dạ yeah, cái điều mà anh Đỗ dụng mới nói nó tôi muốn nói là nó so với đại hội 12. Vâng. Thì đại hội 13 đó thứ nhất là cái chuyện mà đảng mà đều trực tiếp uh -huh. tức là bộ chính trị đều trực tiếp các bí thư à yeah. tỉnh ủy yeah. thì nó nhiều hơn là cái con số mà hồi trước của Đại hội 12 ừ. và nó cũng rõ hơn. Ừ. À, cái thứ hai nữa đó là về nhân sự mà được quy hoạch vào Ban chấp hành Trung ương. Ừ. Thì anh thấy đó là họ đã ông Trọng đã nói là đã có bốn lần ừ. anh tưởng tượng nên có bốn cuộc họp về cân nhắc nhân sự trước cái đại trước cái hội nghị lần thứ 13 này để chuẩn bị cho Đại hội Đảng sắp tới. thì cái con con số mà ban đầu đưa ra đó là khoảng chừng 22, 227 người. Ừ. để chi lấy lại chỉ còn 200 ủy viên trung ương. Vâng. Và theo cái cơ cấu nhân sự mà đây là đảng này dự kiến vào khóa 13 tức là đại hội 13 đó ừ. là ủy viên trung ương là gồm có 200 người. Ủy viên bộ chính trị là khoảng dao động từ 17 đến 19 người. Đúng rồi. Và ban bí thư thì khoảng <laughs> từ 11 đến 13 người. À. Đó, đó là những cái con số mà mình thấy là nó cũng tương đối là nó có sự thay đổi ừ. nhưng mà không phải thay đổi ừ. nhỏ, ừ. không phải là thay đổi lớn à. so với đại hội lần tài, thứ 12. hai sách bây giờ cũng là 19 rồi đúng không? Yeah. À, trên thực tế chỉ có 15 thôi thì nó à, sẽ, sẽ thích Đúng quá. rồi, nhưng mà cái cái điều mà cho cho tôi thấy đó là cái đại hội lần thứ 13 này họ chuẩn bị về nhân sự rất là kỹ. Đúng. Vâng. Và trong cái số mà anh Đỗ Dũng nói đó 16 người được bộ chính trị chỉ định. Về để về, về, từ từ trung ương về địa phương đó. Được, từ địa phương về trung ương chứ. À, tức là cái các bí thư tỉnh ủy đúng đó, rồi. Yeah. bây giờ phải về địa về trung ương, yeah. thì cái, cái ý tôi nói là cái bộ Chính trị chỉ định cái người đó về làm bí thư tỉnh ủy đó, ừ. chẳng hạn như tỉnh Quảng Bình này, đúng rồi. À, tỉnh Quảng Phú Chị Yên này, Quảng Trị Quảng này. này, đó, uh, cà mau này, đó một số tỉnh, nhà yeah. thì cái độ tuổi đó, uh -huh. tôi để ý cái độ tuổi trẻ hơn, uh -huh. đúng rồi, Thưa anh, đó có những cái người ở độ tuổi dưới 50 uh -huh. khá là nhiều, đó là những cái sự khác biệt. Và tôi thấy trong 16 người đó mà đưa về Trung ương đó, đa ừ. số là độ tuổi sắp, sắp xỉ 60 hoặc trên 60 một chút. Yeah. Về ừ. nào là làm phó ban tổ chức Trung ương, làm thứ trưởng, làm này yeah. các thứ. Đó là điều chuyển thì trong đó, trong trường hợp đó có ông Nguyễn Thanh Nghị. Đúng rồi. Thì cái trường hợp ông Nguyễn Thanh Nghị đó, thì uh, thực ra đó, báo chí trong nước họ chỉ dùng cái chữ thôi. Ừ. Tức là... À, điều chuyển ừ. tức là ông từ bí thư tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang yeah. về làm thứ trưởng Bộ Xây dựng. Ừ. À, chứ họ không có dùng cái chữ là mất chức hay giáng ừ. chức hay họ họ không sử dụng cái chữ đó. Ừ. Nhưng mà chúng ta thừa hiểu rằng là ông Nghị đã ở cái chức đó vào năm 2014. 6 ừ. năm sau thì ông lại quay trở lại. Ừ. Mặc dù thì ừ, chúng... 2011 anh mà... 2011 9 năm sau quay trở vâng, vâng. lại. Vâng vâng, đó à. thì tôi xin lỗi là tôi lộn cái thời gian. Nhưng mà nó cho thấy là ông trở lại cái vị trí cách đây 9 năm dạ. thì đối với mọi người đều hiểu rằng là cái ông ông đi thụ chức chứ gì đúng thủ không? chức đúng rồi. còn chuyện mà người ta nói là Ồ oh, có thể ông nghỉ về làm thứ trưởng bộ xây dựng rồi sau đó ông lên sau chợ. đại hội ông sẽ lên bộ trưởng thì chúng ta ở cho đến giờ này ừ. thì mới ở mức độ tin đồn thôi. vâng. trong vâng. cái chuyện tin đồn đó đó thì cũng nói luôn cái trường hợp hồi nãy anh Đỗ Dũng nói là trường hợp ông Nguyễn Văn Nên. Dạ. ông Nguyễn Văn Nên thì ông đã từng là bí thư uh, tỉnh ủy tây ninh. Dạ và giờ này đó ông đang là một cái giữ một cái vị trí rất quan trọng đó là tránh văn phòng trung ương đảng nhà yeah. mà thì, cũng là bí thư trung ương đảng luôn. đúng rồi cho nên chuyện mà ông nguyễn văn nên thì ông tuổi độ tuổi của ông chưa phải là quá 65. đúng không ừ. Ừ. ông hoàn toàn đủ tiêu chuẩn vào bộ chính trị yeah. nên cái chuyện mà ông nên với một cái uh, tôi muốn nói là cái uh, cái kinh nghiệm á dạ. ông đã từng chạy qua đứng đầu một tỉnh này vâng. rồi ông làm uh, trưởng uh, văn ông tránh văn phòng mà uh, dạ. không ông đã trước đó ông đã từng là bên chính phủ anh vâng. đó. À, đúng rồi đúng rồi đúng nè. rồi dạ. ông đã là chủ nhiệm uh, làm văn phòng, phòng chính phủ rồi ông mới qua tránh văn phòng trung ương dạ. nên thấy là cái, cái tiến trình mà ông đi đó ừ. thì mình thấy rõ là là ông này đã gọi là kinh qua, nghiệm kinh, kinh nghiệm, nghiệm rồi là đầy, đầy theo này. tôi cái chuyện mà tin đồn á mà ông về ông làm bí thư thành ủy Sài Gòn thì tôi cũng không có ngạc nhiên À, anh cũng thấy đó là ví dụ như là ở việt nam á đôi khi có những cái tin đồn mà nó lại là tin thật chứ không phải à, tin đồn à. trường hợp ông chu ông ngọc anh vừa rồi ừ, à, ừ. từ bộ trưởng bộ khoa học công nghệ mà trước đây từ hồi tháng tám đó thì xa xôi anh hồi xưa ông đinh la thăng chưa ra đại hội xong à, biết à, sẽ làm về đó đại khái như vậy mà. cho nên à. là những cái chuyện mà người dân á, có thể họ biết trước ừ. hoặc là mạng xã hội họ biết trước nhưng mà cái cái vấn đề ở đây đó là gì hiện nay anh thấy đó là chúng ta không biết được ngày mùng tức là chúng ta còn tới ngày mùng 10 đúng không anh dạ, dạ. thì hội nghị mới kết thúc thì chắc chắn là thế nào cũng có những cái ông trọng cũng sẽ đọc cái um, kết luận về về hội nghị dạ. nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy được rõ ừ, đó là theo tôi, tôi tôi nghĩ đó là nguyên tắc giữ bí mật của đảng thôi được. là chúng ta cũng vẫn chưa biết được cụ thể nó như thế nào. Không anh muốn biết một dễ cách nó rất chung chung thôi anh muốn biết dễ lắm dạ. sau hội nghị lên Facebook lại biết liền. Dạ. Mà thậm chí bây giờ ta đã có danh sách của những trình luôn ý, ý nói là đó là tin đồn dạ. là tin không chính thức dạ. thì đó là cái chuyện mà cứ mỗi mùa đại hội đảng cộng sản dạ. việt nam là đều có những cái tin đồn mà đồn đấy trong ngoặc kép bởi dạ. tại sao để ngoặc kép bởi sau đó thành tin thật vâng. Chúng ta chờ hội nghị 13 trong uh, coi như là hai ngày nữa xong nó như thế nào. Bây giờ tôi muốn nói lên một cái chuyện mà trước đại hội. Yeah. Thành biết là trước đại hội đảng, trước hội nghị đảng là các đại hội cơ sở các tỉnh làm, right. <laughs> không? Mà bây giờ báo chí trong nước họ không để ý ai sẽ là bí thư tỉnh ủy, ai phó bí thư mà người ta để ý cái chuyện quả khác. Đúng à, rồi. Thì trong thời gian qua nhiều tỉnh mà đa số là tỉnh nghèo các tỉnh yeah. chẳng hạn như tuyên quang quảng trị quảng bình gì hà tĩnh hà tĩnh yeah. họ đua nhau mua đồ quý vị thấy trên màn hình tivi chúng tôi đó yeah. mua cặp táp cặp táp trung quốc mà tới 120 chục đô một cái hai yeah. đô nói chung đó là cặp táp để bút để bình trà đủ thứ để yeah. mà cho các đại biểu thì trung bình một tỉnh như vậy chi khoảng từ 70 000 ngàn tới 100 trăm ngàn đô la uh, và đây là tiền của yeah. dân yeah. tiền ngân sách của tỉnh thì yeah. người ta là à thậm chí có một tỉnh may tới hai trăm mấy chục bộ cao vét tuyên Quang. ngay tuyên qua yeah. tuyên Quang là tỉnh nghèo đấy quý yeah. thấy đó yeah. thì người dân người ta phấn nộ yeah. người ta bảo là tại sao mà bây giờ quý vị làm đã không được gì cho dân hay chưa đủ cho dân quý vị chi như thế này yeah. thì có một tỉnh có một lãnh đạo báo chí người ta không đưa tên là bảo cái này thì các đại biểu đi thì cũng phải làm qua yeah. mà bây giờ chúng tôi biết cái điều đó quý vị đóng góp chúng tôi rút kinh nghiệm bây giờ bảo là hủy cái hợp đồng này thì không được là yeah. ảnh hưởng doanh nghiệp yeah. bởi doanh nghiệp đã trúng thầu rồi gần yeah. cả trăm ngàn đô la thì thưa anh anh thấy vấn đề này như thế nào nó nó trước hết có phải đây là cái nét văn hóa không có phải nếu mà bởi vì tôi thấy là hầu hết đi đâu cặp tát rồi thứ quà khác ở có phải văn hóa Việt Nam không thưa anh cái đó là cái nét văn hóa dạ. Việt Nam à, chẳng hạn như tôi mới nói là nó không chỉ quà uh -huh. và bây giờ đó trong tôi muốn nói cái tỉnh mới nhất đây này dạ. là cái tỉnh Phú yên dạ ý tỉnh phú yên cũng là một cái tỉnh nghèo ở miền trung thì bây giờ phú yên họ nói là họ sẽ trang bị cho uh, đại biểu về dự đại hội tỉnh đảng bộ ừ. uh, một cái cặp mà bằng giấy thôi dạ yeah. ừ đó, đó nhưng mà người ta bảo là còn quà thì chúng tôi quy là tiền đó. <cười> 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 Đấy, như vậy là không quà thì cũng tiền yeah. cũng là Tôi nghĩ cái đó là cái văn hóa. Vâng. Cái văn hóa mà có thể là anh nhớ là ngày xưa ví dụ như mình anh đi ở đâu về rồi cũng phải có quà, rồi anh đến dự một cái gì đó cũng phải có quà. Ừ. Cái văn hóa mà chúng ta ở Việt Nam họ dùng cái chữ là văn hóa phong bì đây yeah. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà uh, sau năm 1975 á. Ừ. Cái, cái trong những cái thời gian đầu á, thì nó có vẻ ít cái chuyện đó. Yeah. Nhưng mà nó nở rộ từ thập niên khoảng chừng 1990 đó right. thì nó trở thành một cái rất là phổ biến. Cho nên theo tôi đó, cái chuyện này đó nó buồn cười cái chỗ này này là cái văn hóa đó thay vì là cái ngân sách hoặc là cái số tiền ở của đảng, của đảng thôi. Anh phải hiểu là đảng họ đảng viên đóng đảng phí. Nhưng mà cái đảng phí nó không bao nhiêu hết nhưng mà lại sai tiền ngân sách mà ngân sách này là tiền thuế của dân ừ. thì đó mới là điều đáng nói đó mới là điều phẫn nộ ừ. cái thứ hai nữa là anh nhìn qua Bắc Hà yeah. à, tôi còn nhớ là những cái hình ảnh mà đại hội đảng ở Bắc Hàn anh ừ. thấy không tất cả các đại biểu đi dự đó là đều phải mặc thông lề caravan cặp táp mang giày nói chung là được trang bị đồng bộ đợi giống nhau hết ừ. ngay cả cái đại hội lần trước của Đảng Cộng sản Việt Nam ừ. quay lại Việt Nam ha ừ. đại hội lần trước đại hội 12 đó thì tất cả các đại biểu đi dự cũng mang một cái cặp tác cũng là như vậy đó thì tức là cái cái tính đồng bộ đồng phục ở trong những cái chế độ cộng sản đó thì họ chế độ độc đảng đó họ rất là giống nhau đó mình có thể nhìn thấy tất cả những cái điều đó cho nên là uh, sở dĩ hồi trước á nó chưa có nở rộ mà người dân người ta chưa biết nhiều người ta chưa bàn tán nhiều là bởi vì cái mạng xã hội lúc đó nó chưa nhiều. Đó. Đó, còn bây giờ đó thì nhất cử nhất động là lên mạng xã hội, nhất cử nhất động là lên mạng xã hội. Chính vì những cái điều đó mà họ phải chùn tay lại. Hiện nay tất cả những cái tỉnh mà được hồi nãy anh nêu tên á, chẳng hạn như là Quảng Bình này, ừ. họ cũng đã ngừng cái việc chi hai tỷ đồng. hai uh, 2, 2 tỷ đồng thì nó tương đương khoảng chừng 100.000 đô la, 100 ngàn đô la. Giá, uh, để mà mua cặp da này quảng trị cũng đã dừng cái chuyện là mua cái bình hút tài lộc hồi nãy quý vị cũng nhìn chết tôi nói thiệt cái đó rất là buồn cười yeah. nhưng mà đại khái là gì cái mạng xã hội nó đã làm cho đóng góp vào cái chuyện này đóng góp cho, ngăn chặn cái Đăng chuyện chặn này. này từ cái mạng xã hội đó thì báo chí ở trong nước đó họ được thế yeah. thì họ đưa đi luôn cho đó là lý do vì sao nó tác động mạnh tới, tới người dân và từ người dân thì nó nó dội ngược lên, Thì đó là lý do vì sao những cái 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 tỉnh mà thường những cái tỉnh nghèo này họ chùn tay và vì hiện nay đa số thưa anh họ đã ngưng cái chuyện này lại hết rồi. câu hỏi chốt với cơ Nguyên cái này tôi nghĩ là chắc anh cũng này, anh để ý trong các tỉnh nghèo đây là cái người Việt Nam có buồn cười thế này, yeah. các tỉnh giàu thì họ không làm chuyện này hoặc nếu họ có làm họ làm Họ làm một hình thức khác, khác. Yeah. Ờ, nhưng mà yeah. bây giờ mình nhìn đó, yeah. các tỉnh nghèo họ làm có vẻ phô trương, yeah. đi đại hội về có cặp táp rồi này kia <laughs> rồi ai cũng nhìn thấy là cái... yeah nó có văn nó có tâm lý này không biết có đúng không là người Việt Nam mình ấy là tôi nghèo tôi phải chơi cho sang để dịch leo cái anh giàu có cái tâm lý đó Điều, cái điệu, liệu liệu nó có có tôi nói là anh tôi có cái tâm lý đó tôi nói ví dụ tỉnh tuyên quang đi ừ. ha tỉnh tuyên quang ký một cái hợp đồng 2,5 tỷ đồng may trang phục cho đại biểu dự đại hội đảng và trong đó là gì phải không vải lót ừ. của nhật Úi nút áo thì hay là dây kéo gì đó tôi nhớ không, không nhớ kỹ nhưng mà đại lai là của của đức Ừ. đại khái là cái gì còn cái gì đó chơi ý, đồ xịn. đại khái là đồ xịn không, ừ. đó thì thì nó có cái tâm lý đó, Đà. nó có cái tâm lý là gì ở à, chúng ta trước giờ cũng khổ rồi hay là cũng thiếu thốn rồi hay là này kia nọ thôi hôm nay ngày đại hội được coi là cái ngày hội của đảng anh, đúng là năm dạ, đó, 5 năm mới có một lần, dạ, đó năm năm mới có một lần thôi giờ mình chơi sang cái cho mọi người này kia nhưng mà thực tâm thực thực tình tôi nói với anh nhé sâu xa trong chuyện này đó mà mạng xã hội họ đã phân tích rồi ừ. đó là Nâng những cái giá này ừ. thật sự, cái giá thật của nó đó, nó không đến mức như vậy ừ. Mà được nâng lên thành tỷ 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 ừ. để người ta ăn cái phần trăm ừ. ở trong đó Đó là một chuyện à, <laughs> Chuyện thứ hai đó là gì? À, với những cái người mà đảng viên thực sự mà đi dự đại hội đảng đó Đa số đều là những cái người có chức có quyền hết Cho nên đối với họ tôi nói xin lỗi anh Cấp cỡ chủ tịch huyện hay bí thư huyện phó chủ tịch huyện, phó bí thư huyện chẳng hạn để yeah. đi dự đại hội đảng. Yeah. Tất cả cấp cỡ đó 10 triệu đồng, 20 triệu đồng, 30 triệu đồng đối với họ không là cái gì cả. Hai cặp tát là không là nghĩa lý gì. Không là nghĩa lý gì hết. Bộ đồ vét không là nghĩa đúng, lý gì. Đúng đúng vậy anh, nhưng là yeah. vấn đề là nó nằm ở cái chỗ mà Khôi Nguyên vừa nói. Cảm ơn Khôi Nguyên rất nhiều và cảm ơn khán giả người về TV theo dõi chương trình chuyện nóng trong tuần hôm nay chúng tôi sẽ hẹn quý vị ở chương trình kỳ sau.